tại đây đêm qua, ngủ một đêm ăn uống tối hôm qua. Gia đình mình chuẩn bị về lại Minnesota. Cảm ơn bé Ngọc nhẹ nhàng một buổi chiều thật là ấm cúng, nhiều quá nhiều đồ ăn ngon luôn. Ok, rồi giờ mình sẽ trên đường về lại Minnesota. Tối nay thì có thể tùy theo sức khỏe của Giang để mình coi coi có thể mình dừng lại ở hotel thêm một đêm nữa ha các bạn, có thể là một cái casino nào đó. Ok rồi, để cuộc hành trình tiếp tục. We'll be right back.
Tôi về tới nhà bây giờ là 2:30 sáng ha, mệt quá rồi, tấp vô đây đang nghỉ mệt nửa tiếng, bây giờ được lái xe về nhà luôn. Hy vọng mát kịp đến nhà là 5:30 sáng rồi, tới nhà mình quay tiếp. 6:00 sáng mình về tới nhà nha các bạn. 6:00 sáng, hành trình 8:00 sáng hôm qua đến bây giờ là 6:00. 6:00 ngày thứ sáu, 8:00 sáng ngày thứ năm hôm qua mình lên đường nha. Rồi thôi, cho mình xin dừng bước cái video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn video lần sau. Chuyến đi để đợi kết thúc. Rồi, bye bye.